Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Và bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua vẫn căng tại hai miền Đông Nam. Ukraine nói Nga không kích mạnh, tuyên bố đẩy lùi 57 cuộc tấn công của đối phương ở miền Đông và 10 cuộc tấn công ở miền Nam. Trong khi đó, Moscow tuyên bố tấn công gây thiệt hại cho 107 đơn vị tác chiến của đối phương. Ukraine ác liệt 74 cuộc giao tranh khắp chiến tuyến. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 29 tháng 1, quân Nga tiếp tục không kích mạnh vào các đơn vị Ukraine và các điểm đông dân cư với 7 lần tấn công tên lửa, 8 lần không kích và 86 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS. Đêm ngày 29 tháng 1, quân Nga điều 8 máy bay không người lái UAV Shahed 136/131 không kích vào các đơn vị Ukraine. Song, tất cả các UAV này đều bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ. Theo Bộ Tổng tham mưu, chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua chứng kiến 74 cuộc đụng độ khắp chiến tuyến. Các cuộc tấn công gây nhiều thương vong dân sự và làm hư hại nhiều nhà dân và các cơ sở hạ tầng quan trọng. Trong ngày 29 tháng 1, lực lượng tên lửa, pháo binh Ukraine đánh trúng 3 đơn vị tập trung nhân lực, 1 đơn vị pháo binh và 1 trạm tác chiến điện tử của quân Nga. Trong khi đó, các đơn vị phòng không Kiev đánh chặn 1 tên lửa hành trình KH-59 và đánh trúng 3 hệ thống phòng không của đối phương, Bộ Tổng tham mưu cập nhật. Theo Ukrinform, trong ngày qua, hơn 110 khu định cư tại các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kherson và Mykolaiv bị pháo kích dưới hỏa lực của quân Nga. Đánh giá cục diện chiến sự Nga-Ukraine, Bộ Tổng tham mưu cho biết tình hình mặt trận hai miền Đông Nam vẫn rất căng. Ở miền Đông, quân Nga dùng pháo binh, súng cối và UAV tấn công các đơn vị Ukraine ở các thành phố Bakhmut, Avdiivka, Liman, Mirinka cùng thuộc tỉnh Donetsk và thành phố Kuban, tỉnh Kharkiv. Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày qua, quân Ukraine đã đẩy lùi 57 đợt tấn công của quân Nga tại địa phương trên. Tại các tỉnh miền Nam, quân Nga dội pháo, không kích hơn 40 khu định cư tại các tỉnh Kherson và Zaporizhia. Trong đó, tại Kherson, quân Nga tiến hành 10 cuộc tấn công nhằm đẩy lùi Ukraine khỏi các đơn vị tả ngạn sông Dnipro, nhưng không thành công. Ngược lại, phía Ukraine phòng thủ vững chắc và gây cho đối phương nhiều thiệt hại. Theo Ukrinform, từ đầu chiến sự tới nay, quân Ukraine đã loại khỏi vòng chiến 382.110 binh sĩ Nga, trong đó có 385 binh sĩ Nga bị hạ trong ngày qua. Nga kiểm soát thêm làng mới ở Kharkiv. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin tình hình chiến sự Nga-Ukraine từ Bộ Quốc phòng Nga rằng trong ngày 29 tháng 1, các đơn vị Moscow dồn hỏa lực tấn công 107 đơn vị tác chiến của Ukraine. Cụ thể, tại tỉnh Kharkiv, miền đông Ukraine, quân Nga dùng UAV và hỏa lực pháo binh đẩy lùi 3 đợt tấn công của đối phương tại các khu định cư Petropavlovka, Sinkovka và Terni và thành công kiểm soát làng Tabayka cùng thuộc thành phố Kubien. Theo Bộ Quốc phòng Nga, thiệt hại của quân Ukraine tại Kharkiv trong ngày qua là 30 binh sĩ, 3 phương tiện cơ giới, 2 hệ thống tên lửa đa nòng Uragan, 2 hệ thống pháo tự hành Krab, 1 khẩu pháo AS-90 và 2 hệ thống pháo tự hành Gvozdika. Tại tỉnh Donetsk, các lực lượng Moscow đẩy lùi 19 cuộc tấn công của đối phương tại thành phố Liman và khu vực phía nam Donetsk. Tổn thất của quân Ukraine tại Donetsk lên tới 355 binh sĩ, 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 phương tiện cơ giới, 4 xe chiến đấu bọc thép, 2 khẩu pháo D-30, 1 hệ thống pháo tự hành Krab và 1 trạm tác chiến điện tử. Bộ Quốc phòng Nga thông tin về tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Tại Zaporizhia, quân Nga dùng hỏa lực pháo binh, súng cối và UAV đẩy lùi 4 cuộc tấn công của đối phương tại các khu định cư Verbovoy, Rabotino và USBenovska. Các đợt giao tranh khiến quân Ukraine chịu nhiều tổn thất, trong đó có 45 binh sĩ, 3 phương tiện cơ giới, 1 khẩu pháo D-30 và 1 trạm tác chiến điện tử. Theo TASS, trong ngày 29 tháng 1, không quân Moscow bắn hạ 34 UAV của đối phương, trong khi đó, lực lượng phòng không Nga đánh chặn 4 tên lửa Storm Shadow, 3 tên lửa chống hạm Neptune và 8 quả đạn pháo được phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ viện trợ Ukraine. Trên lãnh thổ Nga, tỉnh trưởng tỉnh Belgorod, ông Vyacheslav Grabko cho biết, trong ngày 29 tháng 1, quân Ukraine không kích địa phương này bằng 10 UAV và 3 tên lửa, song tất cả đều bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ.
Trong ngày qua, quân Ukraine 31 lần pháo kích vào Belgrade. Các UAV của Ukraine đánh trúng một số nhà dân, làm hư hại cơ sở hạ tầng liên lạc và làm hai dân thường bị thương. Ông Lapkov cho biết, đồng thời cảnh báo người dân Belgrade nên thận trọng vì quân Ukraine có thể tiếp tục không kích UAV bất cứ lúc nào. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ARD của Đức hôm ngày 29 tháng 1, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, tiết lộ lực lượng Ukraine đang có hơn 880.000 binh sĩ, tăng gấp 1,4 lần so với con số 600.000 binh sĩ mà ông tuyên bố vào tháng 12 năm 2023. Ông Zelensky không nêu lý do số liệu mới có chênh lệch nhiều so với thống kê cũ. Trong khi đó, hồi cuối năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, từ đầu chiến sự tới nay, Moscow đã triển khai hơn 617.000 binh sĩ đến Ukraine, trong đó có 224.000 binh sĩ đang đóng quân tại các vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Theo tờ báo Ukrainska Pravda, Kiev được cho là đang gặp khó khăn về việc bổ sung binh lực. Ông Zelensky còn cho biết, từ đầu chiến sự tới nay, có khoảng 6,5 tới 7,5 triệu người Ukraine rời đất nước. Ủy ban điều tra Nga vừa công bố một đoạn video được cho là cảnh các tù binh Ukraine lên máy bay Nga vào ngày 24 tháng 1, trước khi chiếc máy bay vận tải quân sự này rơi ở tỉnh Belgorod, Nga, khiến 74 người thiệt mạng. Nga cho biết, trên máy bay khi đó có 65 tù binh Ukraine đang trên đường đến thị trấn biên giới Khalotilovka của tỉnh Belgorod để chuẩn bị cho hoạt động trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine. Moscow cũng tố Kiev bắn rơi máy bay trên bằng tên lửa đất đối không. Đoạn video dài 1 phút do Ủy ban điều tra Nga công bố cho thấy một số xe tải chở người tiến tới một chiếc máy bay vận tải đang đậu trên đường băng đầy tuyết. Trong dòng chú thích ở đoạn video đăng trên Telegram, Ủy ban điều tra Nga mô tả đoạn video là cảnh tù binh Ukraine lên chiếc LL-76 rơi ở tỉnh Belgorod do một hành động khủng bố. Theo giới quan sát, động thái mới này của Ủy ban điều tra Nga nhằm đáp trả lại những nghi vấn đã tranh cãi xoay quanh vụ rơi máy bay thảm khốc này. Phía Ukraine từng nghi ngờ liệu những người trên chiếc máy bay xấu số đó có thật sự là tù binh của Kiev hay không. Cơ quan tình báo quân đội Ukraine GUR xác nhận có một vụ trao đổi tù nhân giữa nước này với Nga, nhưng tuyên bố họ không được thông báo trước về lộ trình hoặc phương tiện vận chuyển tù binh. Trong khi Bộ Tổng tham mưu Ukraine lại không đề cập đến tù binh mà chỉ nói rằng Nga đã sử dụng các máy bay vận tải để chở tên lửa tới Belgorod dùng để tấn công Kharkov nên các máy bay này là mục tiêu quân sự hợp pháp. Phía Moscow nói rằng đã chính thức thông báo cho Kiev 15 phút trước khi máy bay khởi hành. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng Ukraine biết rõ ràng tù binh sẽ được vận chuyển trên máy bay quân sự đến một sân bay gần thành phố Belgorod của Nga. Từ đó, họ sẽ được đưa đến một điểm trao đổi. Phó đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky, mạnh mẽ cáo buộc Ukraine bắn rơi máy bay để cố tình phá hoại việc trao đổi tù binh. Ông Polyansky nói, tất cả dữ liệu hiện có đều chỉ ra một tội ác có chủ ý, được tính toán trước. Giới lãnh đạo Ukraine biết rõ về lộ trình và phương tiện của hoạt động trao đổi tù binh. Đây không phải là lần đầu, nhưng lần này Kiev đã quyết định phá hoại việc trao đổi theo cách dã man nhất. Về phía Ukraine, sau khi đoạn video clip về tù binh được công bố, ngày 26 tháng 1, ông Dmytro Uso, quan chức tình báo quân sự Ukraine cho biết, Kiev đã liên tục đề nghị Moscow chia sẻ danh sách tù binh mà Nga cho là có mặt trên máy bay, nhưng Moscow từ chối và đề cập một danh sách đã công bố trước đó. Tờ Kyiv Independent đưa tin ông Uso cùng một số quan chức Ukraine đã đến nhà các tù binh có tên trong danh sách mà Nga đề cập để xác nhận thông tin. Sau khi xem các video mà truyền thông Nga công bố về thi thể nạn nhân trong vụ máy bay Nga chở tù binh Ukraine rơi, thân nhân của các tù binh cho biết họ không thấy bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào trên các mảnh thi thể cho thấy đó là người thân của họ. Vụ rơi máy bay nói trên xảy ra ngày 24 tháng 1. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc máy bay vận tải quân sự LL-76 đang chở 65 tù binh Ukraine thì bị tên lửa Ukraine bắn hạ trên vùng Belgorod. 6 thành viên phi hành đoàn người Nga và 3 quan chức cũng có mặt trên tàu. Không có người nào sống sót. Một số cơ quan truyền thông và nhà báo Ukraine ban đầu dẫn nguồn tin nói rằng chiếc máy bay này đang vận chuyển tên lửa và đã bị quân đội Ukraine bắn hạ. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng xóa các thông tin ban đầu sau khi Nga tiết lộ rằng chiếc máy bay chở tù binh Ukraine. Ngay lập tức, tranh cãi đã nổ ra giữa Moscow và Kiev.
đến hiện tại, hai bên vẫn đang không ngừng chỉ trích và đổ lỗi cho nhau gây ra vụ việc. Về phía Mỹ, hãng tin CNN dẫn lời người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia, ông John Kirby, cho biết Nhà Trắng đã nhận được thông tin về một chiếc máy bay quân sự của Nga chở những quân nhân Ukraine để thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân đã bị rơi ở vùng Belgorod. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Mỹ có thêm thông tin liên quan hay không, ông Kirby nói, không, chúng tôi không biết. Đồng thời nhấn mạnh, chúng tôi đã xem các báo cáo nhưng chúng tôi không thể xác nhận chúng. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết thêm, Washington đang cố gắng hết sức để có thể hiểu rõ hơn và có thêm thông tin về vấn đề đó. Vấn đề tranh cãi thứ hai trong vụ máy bay chở 65 tù binh Ukraine rơi ở Nga là có phải chiếc máy bay đã bị tấn công bằng tên lửa. Những hình ảnh đầu tiên về đống đổ nát trên mặt đất không thể dẫn đến kết luận cụ thể. Một video đã chiếu những giây cuối cùng của máy bay vào thời điểm lao xuống đất trước khi một quả cầu lửa lớn bùng lên. Các nhà điều tra Nga cho biết đã tìm thấy những mảnh vỡ của một hoặc nhiều tên lửa trong số các mảnh vỡ của chiếc LL-76. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ cơ quan dịch vụ khẩn cấp Nga. Nguồn tin nói với TASS, các bằng chứng được tìm thấy trên mặt đất xác nhận tác động từ bên ngoài lên máy bay. Các bằng chứng này sẽ được gửi đi kiểm tra. Moscow cáo buộc Ukraine phóng tên lửa từ vùng ngoại thị trấn Lipsti, tỉnh Kharkiv, Ukraine, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 100 km để bắn rơi máy bay. Nga cho rằng cả hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất và Iris-T do Đức sản xuất đều có khả năng tấn công các mục tiêu trong phạm vi 100 km. Ngày qua, RT dẫn lại thông tin từ đài phát thanh Pháp Radio France rằng chiếc máy bay đã trúng tên lửa Patriot do lực lượng Ukraine bắn, tên lửa Patriot do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Radio France dẫn nguồn tin từ quân đội Pháp cho biết thông tin trên nhưng không nêu chi tiết, chưa có phản hồi từ quân đội Pháp. Về phía Ukraine, ngày 25 tháng 1, Cục An ninh Ukraine SBU cho biết đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ tai nạn và sẽ xem xét những hành vi có thể vi phạm luật pháp và quy định chiến tranh. Tờ The Guardian đưa tin, Ukraine đã cam kết không sử dụng vũ khí do nước ngoài tài trợ để tấn công lãnh thổ Nga và nếu cáo buộc trên là chính xác, đây là một bước ngoặt rất quan trọng so với cam kết của Kiev. Một số nhà quan sát cũng chỉ ra rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga trong khu vực đã được đặt trong tình trạng báo động cao hôm ngày 24 tháng 1 và một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ ngay trước khi máy bay Yunsin LL-76 rơi. Tuy nhiên, Thống đốc Belgorod cho biết sự việc đã xảy ra ở một địa điểm ở phía tây thành phố, nghĩa là cách địa điểm nơi máy bay Yunsin gặp nạn ít nhất 60 km. Một thông tin khó hiểu khác là theo thông tin từ phía Nga, các tù binh Ukraine chỉ được 3 nhân viên Nga trên máy bay ngoài phi hành đoàn bảo vệ. Một cựu tù binh Ukraine, Maxim Kolesnikov, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm ngày 24 tháng 1 rằng trước đây, khi ông được vận chuyển bằng máy bay từ Bryan đến Belgorod, có khoảng 20 quân cảnh Nga giám sát 50 tù binh. Thực tế cho thấy, một máy bay quân sự cỡ lớn của Nga mà không có hệ thống phòng thủ chống tên lửa khi tới vùng biên giới Belgorod, nơi thường xuyên là mục tiêu của máy bay không người lái Ukraine, sẽ được coi là mục tiêu có giá trị đối với Kiev. Do đó, đây sẽ là một chuyến bay có rủi ro đáng kể, trừ khi Ukraine đã được thông báo về mục đích của nó, như phía Nga tuyên bố. Nhìn chung, máy bay LL-76 của Nga nằm ngoài tầm bắn của tên lửa Ukraine. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra gần 2 năm trước, một trong số máy bay này bị bắn hạ. Vụ rơi máy bay diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã mở rộng phạm vi và tần suất các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng máy bay không người lái và tên lửa. Anton Grishenko, cựu cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine và là người sáng lập Viện Tương lai trụ sở ở Kiev, bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng chiếc LL-76 chở theo tù binh. Theo Grishenko, các tù binh này trước đó bị giam ở địa điểm cách biên giới Ukraine khoảng 40 km, nên việc họ di chuyển bằng máy bay tới phi trường cách cửa khẩu 95 km là điều bất hợp lý. Ông cũng chỉ ra rằng Nga chưa từng sử dụng vận tải cơ để chở tù binh trước đây. Tù binh Ukraine thường được chuyển bằng đường sắt hoặc đường bộ để trao đổi. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube
của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.